Đây là diện tích đất của gia đình ông Hà Văn Thiết, có địa chỉ tại tiểu khu 34, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Phản ánh với chúng tôi, ông Thiết cho biết trên địa bàn tiểu khu 34 đang có dự án xây cầu bắc qua suối Mon. Bản thân ông và người dân rất vui mừng. Thế nhưng khi triển khai xây dựng thì cây cầu này lại tồn tại nhiều bất cập. Cầu đang thi công này thì nhìn theo thực tế ở đây thì nó vô lý quá. Tại vì nó không theo cái suối cũ nữa, nước qua cầu xong là đi hết vào vườn nhà tôi. Bụi tre ở cuối vườn của nhà tôi đang ở bờ bên kia suối, hiện tại giờ ngắm theo cái suối kia mới thì nó ở bờ, sang bờ bên kia rồi. Đấy, nó quá vô lý. Mà bên thi công thì cứ đòi nhà tôi là đền bồi thường để lấy vườn nhà tôi làm suối. Thế mà trong cái đất suối đang còn thừa, nó quá vô lý nên gia đình tôi không nghe. Theo bản thiết kế, cầu có 4 trụ, 3 cửa thoát nước. Nhưng cửa thoát nước thứ ba bị bịt kín hoàn toàn vì nằm ngay sát đất thổ cư của người dân. Nếu như làm đúng theo như suối cũ mà thiếu đất thì vào vườn nhà tôi một vài mét tôi sẵn sàng hiến luôn, không ý kiến gì. Nhưng mà đây dòng chảy nắn hết vào vườn nhà tôi, mà thậm chí là còn cả một cái cửa thứ ba ở bên nhà tôi là nằm hết trong vườn luôn, nên là tôi không chịu. Trước đó, Ban Tiếp Công dân, Ủy ban Nhân dân huyện Mộc Châu đã có văn bản chuyển đầu tư của ông Thiết và người dân tiểu khu 34 sang Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Mộc Châu và Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Mộc Châu giải quyết. Thế nhưng ông Nguyễn Tiến Quyết, Phó Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Mộc Châu khẳng định chưa nhận được đơn thư nào của ông Thiết và người dân. Bên chỗ mình chưa nhận bất cứ một cái đơn nào để khiến người dân lên trên này cả. Nếu như bình thường là các người dân này sẽ làm đơn gửi đến xã, xã gửi đến huyện. Thế nhưng tại bên mình hiện tại nói thật với các cậu, từ đầu đến làm khi triển khai là chưa nhận được bất cứ gì cả. Được biết, suối Mon đoạn chảy qua tiểu khu 34 thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng. Bản cóc bị cô lập hoàn toàn mỗi khi mùa mưa về. Việc xây dựng cầu bắc qua suối Mon góp phần cải thiện tình trạng ngập úng, đồng thời giúp bà con quanh khu vực di chuyển an toàn hơn trong mùa mưa bão. Việc xây dựng cầu sai thiết kế, không đảm bảo chất lượng công trình cho thấy sự yếu kém trong công tác quản lý, giám sát thi công. Trong đó, trách nhiệm của người đứng đầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Mộc Châu là không hề nhỏ.